em mà cảm giác là nó mịn, nó không có bị sần sùi thô ráp cái phần mặt ngoài của tay á, thì có nghĩa là làn da của bạn đó không có cái không có cái biểu hiện bong tróc và mất nước của da nhiều. Còn nếu như ai bị hơi sạm nhám cái phần tay ở phía ngoài thì biết là cái tế bào sừng mình nó bị đang bị bong ra, thì mình cần phải tẩy tế bào da chết và cần phải bổ sung độ ẩm kịp thời ngay cái giai đoạn này cho khách hàng. Và bề mặt da sẽ xỉn màu, trang điểm cũng không có mịn màng và không có ăn phấn ha. Mình trang điểm mình cứ thấy cái phấn nó cứ nằm ở phía trên này nè, nó hơi móc móc cái phần da lên và nó không có bám, nó không có được mịn và ăn vào cái da ha. Thì đó là cái biểu hiện của làn da khô. Còn da dầu thì nó lại bệt, đúng không ạ? Dễ bị bệt phấn, nó bị trôi phấn, rồi xỉn màu phấn. Thì làn da khô cũng tương tự là cũng có thể xỉn màu phấn, không ăn phấn. Và xỉn màu ở đây là xỉn màu do không ăn phấn ha. Rồi da khô thì bề mặt da có thể là dễ bị nhăn nhúm hơn, có nghĩa là cái tính năng đàn hồi của da nó cũng sẽ giảm đi. Thảo ví dụ như bây giờ á, mọi người nắm cái phần tay này nè, để bình thường cái phần mặt ngoài của tay dày ra, mọi người bóp nó lại như vậy, mọi người buông ra, mọi người thấy nó vẫn còn những cái đường rạn 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 nhỏ hoặc là những cái nếp gấp nhỏ nhỏ nhỏ, chứng tỏ là da của mình đang khô và thiếu nước. Và hiện tại nếu như mà khô thiếu nước như vậy thì cái độ đàn hồi của da nó cũng sẽ giảm đi ha. Rồi làn da thường có cảm giác là thiếu sức sống nè, có nghĩa là nhìn lên bề mặt da đó sẽ không có cái năng lượng, có nghĩa là mình nhìn vô cái da mình thấy da không được căng bóng, không được hồng hào, không được khỏe, không được mịn màng. Thì cái đó người ta gọi là cái sức sống của làn da. Một người có làn da bình thường không cần phải trắng ha, có nghĩa là da ngâm cũng được, hoặc là da sáng nhưng mà bề mặt da mình nhìn lên có độ hồng của da nè, bề mặt da căng và có một cái lượng dầu vừa phải trên phần da thì mới đủ đáp ứng cái nhu cầu đó, là làn da đang có sức sống tốt. Còn nếu như mình thiếu dinh dưỡng hoặc là thiếu nước hoặc là thiếu hụt về độ ẩm ở trên da đó, thì bề mặt da sẽ thiếu đi cái điều này là sẽ xỉn màu tối hơn và đồng thời bề mặt da không sáng mịn ha, thiếu sức sống. Và da thường phải có cảm giác là ngứa khó chịu, có nghĩa là trong cái quá trình mà da bị khô ấy, thì thông thường cái bề mặt da của mình nó sẽ những cái lớp tế bào sừng nó sẽ bong ra, và khi bong như vậy một phần nó sẽ bong và một phần nó sẽ bám lại như vậy, cho nên lúc mình rờ mình sẽ thấy nó bị sạm cái phần tay á, bị nhám cái phần tay á. Đó. Thì mọi người nhìn vào cái hình ở đây, mọi người sẽ thấy một số cái biểu hiện mà da bị thiếu nước nhiều nè. Nó sẽ bong những cái vảy ra, nhưng mà nó sẽ không bong hết mà nó phân nửa, nó sẽ bong và phân nửa nó vẫn còn bám lại ở trên bề mặt da. Thì đối với những trường hợp như thế này là mình bổ sung cái lượng nước nhanh và nhiều ngay cấp thì cho khách, với những cái mặt nạ dưỡng sâu, rồi những cái mặt nạ cung cấp nước sâu cho da, rồi những cái kem dưỡng cung cấp nước cho da. Và đồng thời mình cũng phải uống nước nhiều hơn nữa trong ngày và ăn trái cây tươi, rau tươi nhiều. Đó. Thì sẽ giảm đi được những cái biểu hiện ngứa. Tại vì khi nó bong ra như vậy thì những cái lớp ở bên dưới nè, cái lớp mỏng mỏng ở bên dưới nè, khi mà bong ra thì cái lớp đó nó chưa có được khỏe, dẫn đến cái tình trạng là da này sẽ dễ bị kích ứng khi gặp điều kiện khí hậu thay đổi hoặc môi trường thay đổi, làm cho da bị châm chích, ngứa ngáy, khó chịu. Thì biểu hiện đó cũng là một trạng thái của da nhạy cảm ở mức nhẹ ha. Rồi, da sẽ dễ bị mắc các bệnh da liễu như là viêm da tiết bã, viêm da cơ địa, v.v. Thì một số người bạn sẽ thấy nếu như mà cơ địa của họ là da khô á, thì có những cái tháng trong năm á, mọi người nhìn thấy bề mặt da trên làn da của người ta nó không có bóng như thế này, mà nó sẽ bị rạn giống như cái vảy rắn vậy đó. Tuy là nó không bong ra nhưng mà nó rạn, những cái đường rạn giống như cái vảy rắn ha, trắng trắng ở trên đây. Thì đối với những loại da đó là cực kỳ khô luôn, thì bản thân cơ địa của người ta đã bị như vậy, thì thường thông thường những cái đó người ta gọi là da khô, viêm da cơ địa đó mọi người, viêm da cơ địa ở mức nhẹ. Và đối với những người nặng hơn thì sẽ có những cái chứng bệnh như là vảy sừng nè, á sừng nè, rồi vảy nến nè đó.
thì những cái đó nó có thể gây tổn thương cho da, hoặc có thể trở thành những cái vết thương hở ở trên da khi mà cái da nó bị bong ra, và nó sẽ làm thành cái vết thương hở ở đó nha. Thì đó là những cái rắc rối mà làn da khô khi mà bị mắc phải. Có nghĩa là khi mà người ta thuộc cái tiếp da khô á, thì không chỉ là khô ở trên mặt không, mà có nghĩa là cơ thể của người ta cũng sẽ bị khô. Vì vậy mà khi dưỡng cho da mặt thì mình cũng phải chăm chút và để ý cho cả da, toàn bộ cơ thể. Mình đừng có quên, nghĩa là mình chỉ chăm cho da mặt thôi mà da cơ thể mình bỏ qua, thì bạn sẽ thấy là nó sẽ có những cái biểu hiện viêm da cơ địa ha. Rồi, các cái nguyên nhân dẫn đến cái quá trình này đó là môi trường, thời tiết thay đổi, tia UV. Thì môi trường ở đây có nghĩa là cái môi trường mà bạn hiện diện. Thả ví dụ như trong 8 tiếng đồng hồ bạn ngồi trong môi trường máy lạnh thì cái lượng nước ở trong da của bạn nó sẽ thất thoát đi, làm cho da của bạn trở nên khô đi. Thì do là cái điều kiện khí hậu nó luôn luôn mát và lạnh của máy lạnh khô hanh á, thì nó sẽ làm cho cái phần những cái phần da, cái cơ da của mình á, nó co lại chứ nó không có nở, cho nên là cái lượng nước nó cũng sẽ bị mất đi nè. Rồi ở trên bề mặt da nè, các tế bào sừng của mình nó sẽ bị khô đi đó, lượng dầu trên da cũng bị mất đi đó, nó thất thoát, nó bay hơi ra bên ngoài đó, thì là mình cũng sẽ bị khô da. Rồi cái môi trường thời tiết thay đổi, tia UV thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái độ ẩm của làn da. Ví dụ như bạn đi phơi nắng một ngày đi, bạn về đến nhà bạn sẽ thấy sau một ngày đó là da của bạn sẽ đỏ bừng lên, và đồng thời là có những trường hợp là da bị bong lên giống như cái hình này nè, mà bạn nắm cái phần da, cái lớp biểu bì này bạn lột ra được luôn, những cái vảy nhỏ 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 đó đó, thì là nó bị cháy nắng và nó bị ảnh hưởng của tia UV làm cho da bị bỏng nắng ha. Rồi cái nguyên nhân kế tiếp nữa là do chế độ ăn uống và thiếu chất dinh dưỡng. Cái này nó cũng góp một phần rất quan trọng. Ví dụ như bạn ăn quá nhiều những cái thức ăn mà có hạt nêm gia vị nhiều này, làm mất nước ở trong cơ thể này. Rồi bạn không ăn những cái chế độ rau hoặc là những cái chất xơ ha, thì nó cũng sẽ làm cho cái quá trình nhuận trường không tốt nè, gây nên những cái tình trạng táo bón nè, độc tố bên trong cơ thể, rồi đồng thời là cũng bị thiếu nước. Tại vì trong rau củ quả nó cũng có chứa một cái lượng nước ở bên trong đó, và các vitamin, axit cần thiết cho cơ thể ha. Nên là suy dinh dưỡng, khi mà mình bị suy dinh dưỡng là chắc chắn cái da của mình nó cũng sẽ nhăn khô, và đồng thời là nó sẽ cũng không có sức sống, tái nhợt và xanh xao. Rồi kế đến nữa đó là cái chế độ không biết cách chăm sóc cho làn da. Hoặc là bạn không bao giờ chăm sóc cho làn da, có nghĩa là mình bỏ luôn, mình cũng không cần để ý tới là bây giờ mình cần phải mua những cái sản phẩm dưỡng da gì để sử dụng cho làn da mình tốt hơn, mà mình cũng cho thời gian hôm nay cứ trôi qua, ngày mai cũng trôi qua, ngày mốt cũng trôi qua, đến một lúc nào đó nó bị quá là nặng thì là mình mới bắt đầu thấy là nó đã bị nặng rồi, thì lúc đó mình bổ sung thì nó lại không kịp ha, là nó cần đòi hỏi cái thời gian để mà nó tiếp nhận và hấp thu. Rồi cũng có những cái chế độ chăm sóc da không đúng cách, ví dụ như là bạn tẩy tế bào sừng chết liên tục luôn, ví dụ người ta thay vì một tuần mà làm 2 lần thôi, là này bạn làm đến 4-5 lần một tuần, bạn thấy sạch quá cứ bạn cứ massage tẩy tế bào chết, massage tẩy tế bào chết liên tục. Rồi hoặc là mình sử dụng những cái sản phẩm hóa mỹ phẩm kích thích làm cho những cái lớp tế bào sừng ở trên này nó bị mỏng dần liên tục, như là những cái chất tẩy pyrokinol với cái hàm lượng đậm đặc nè, hơn 4% chẳng hạn. Rồi những cái sản phẩm như là có chứa corticoid ở bên trong làm cho cái da mình mỏng và yếu đi đó. Thì dần dần khi mà bạn sử dụng liên tục như vậy, nó cũng sẽ ảnh hưởng và làm cho da bạn bị mất đi những cái lớp, những cái lá trắng ở phía bên ngoài, và nó thể hiện cái làn da bên dưới đó. Thì cái làn da đó chưa khỏe để mà bảo vệ cho cái làn da của mình đó. Rồi cái chế độ mà bạn thường xuyên tắm nước nóng
tắm dưới vòi sen nóng thì nó cũng làm cho lượng dầu mất đi khá nhiều, dẫn đến việc là khi mà dầu ở trên da mất đi á, thì là cái độ ẩm nó sẽ không có được cân bằng. Lúc này thì là cái lượng nước trong cơ thể nó sẽ thất thoát ra bên ngoài khá là nhiều. Cho nên nếu mà bạn tắm nước vòi sen thời gian, bạn sẽ thấy da mình khô đi, trở nên khô đi. Rồi những cái biểu hiện các cái bệnh lý về da nó sẽ xuất hiện ha. Hoặc là những người mà có cái bệnh lý về da từ nhỏ luôn, từ lúc sinh ra là đã có những cái bệnh lý về da như là chàm, vẩy nến, á sừng v.v. thì đều được liệt trong danh sách là cái làn da của người đó là dạng da khô. Nhưng mà nếu có bệnh lý thì mình phải điều trị ha. Điều trị và được sự hỗ trợ từ phía bác sĩ để có những cái toa thuốc kèm với những cái thuốc bôi để mà giảm những cái tổn thương da và giảm những cái vết cái chỗ mà vết thương hở làm cho da bị nhiễm trùng. Rồi, mình qua cái tiếp là những cái xu hướng chăm sóc cho da khô hiện nay thì trong các cái thẩm mỹ viện bây giờ thì người ta áp dụng rất là nhiều các cái xu hướng như là họ sử dụng những cái công nghệ hiện đại nè, PRP nè, hoặc là tiêm acid hyaluronic vô trực tiếp trên da làm cho da căng lên, bóng mượt mà hơn nè, rồi sử dụng laser nè, ánh sáng tiêu da vân vân. Nhưng mà tất cả những cái công nghệ này á, thứ nhất là đòi hỏi mình phải đi vào một cái nơi có bác sĩ da liễu hoặc là những nơi mà có giấy phép rõ ràng ha, được cấp phép thì mình hẳn đi vào đó để mà mình điều trị da. Ưu điểm thì là công nghệ cao và đẳng cấp, được hưởng thụ một cách cao gọi là sang trọng nhất ha. Tuy nhiên là cái khuyết điểm á, thì là chi phí sẽ cao và đồng thời hiệu quả thì có thể là có những nơi á, thì đưa ra cái hiệu quả cũng không như cái lời quảng cáo ở trên thông tin báo đài. Rồi sẽ có thể là những cái nơi mà không có được cấp phép giấy phép thành sử dụng những cái sản phẩm, những cái máy á, hoặc là sử dụng những cái chất tiêm vào bên trong da của mình mà không có rõ nguồn gốc á, chẳng hạn, thì nó có thể để lại nhiều cái biến chứng nguy hiểm cho làn da. Đó thì là những cái ưu điểm và khuyết điểm và những cái công nghệ hiện nay người ta đang áp dụng ha. Nhưng mà mình cũng không loại trừ ra những nơi người ta có giấy phép hoặc là những nơi là từ bác sĩ da liễu mở ra thì họ sẽ có cái cách điều trị dựa trên toa thuốc cũng như là họ điều trị thẩm mỹ thêm. Thì cái này đảm bảo an toàn, mọi người có thể tìm đến, tuy nhiên là chi phí cũng sẽ cao. Và cái cách thứ hai hiện nay là khá là nhiều và phổ biến, rất là nhiều người sử dụng, đó là cái chế độ skin care tại nhà. Mình có thể sử dụng những cái sản phẩm hoặc là thoa lên da nè, hoặc là uống vào bên trong cơ thể để giúp cho cái làn da của mình nó đỡ khô hơn, cải thiện được cái hệ thống ceramide ở trên cái làn da của mình. Và cái chế độ skin care thì cái ưu điểm á, là mang lại cái tính chất an toàn rất là cao. Mình chăm sóc từ gốc cho đến ngọn. Tuy nhiên cái khuyết điểm là hiệu quả sẽ chậm hơn so với lại cái cách mà mình sử dụng những cái công nghệ ở các cái thẩm mỹ viện hoặc là ở trong bệnh viện da liễu. Và cái chế độ dinh dưỡng ở đây có nghĩa là khi chúng ta bổ sung đủ các cái nguồn dưỡng chất từ bên trong cơ thể, tránh bị thiếu hụt những cái chất dinh dưỡng và các cái vitamin cần thiết hỗ trợ cho cơ thể có một cái sức sống khỏe mạnh, rồi giúp cho cơ thể có một cái làn da khỏe mạnh, thì mình cần phải cân bằng cái lượng thức ăn, những cái chất dinh dưỡng đưa vào bên trong cơ thể và những cái chất dinh dưỡng khi mà mình bôi lên da. Đó. Rồi các cái khuyết điểm đó là cái việc mà mình bổ sung dinh dưỡng á, nó không diễn ra thường xuyên được. Có những người là khi mà họ dùng họ cảm thấy là cái sản phẩm này á, nó hiệu quả thì họ dùng liên tục mỗi ngày, thì mỗi ngày nó càng tăng cái hiệu quả cao hơn. Tại vì mỗi ngày nó sẽ giúp một chút, mỗi ngày nó giúp một chút, chứ không thể nào uống một ly mà đẹp lên liền thì không có, không phải thuốc tiền hay cả nhà. Và đồng thời mình cũng cần phải có thời gian để cơ
thể nạp và tiếp nhận những cái gì mình đang đưa vào bên trong cơ thể mà nó khác với ở trong cơ thể thì phải cho tiếp nhận từ từ, giống như mình nuôi một em bé cũng vậy, mình cho tiếp nhận từ từ, sau khi bé đã quen rồi ok, lúc nào mình tiếp nhận vô cũng được hết và không có phản hồi ha. Chỉ có thay đổi mới làm đẹp ra thôi chứ không có những cái mà không như mong muốn. Nhưng cái việc đó thì cũng có một số khi mà mình mua các cái sản phẩm về mình cũng có thoa thường xuyên, ví dụ như thoa dưỡng da đi, thoa có 1-2 ngày trong tuần xong rồi ngưng xong rồi tới một tuần sau lại thoa có 1-2 ngày, như vậy thì không thể nào đáp ứng được cái quy trình chăm sóc da thường xuyên được, và nó cũng không mang lại hiệu quả. Rồi ngoài ra là khi mà uống các cái sản phẩm bổ sung á thì cũng không có thường xuyên, hay là ví dụ như bạn mua một cái sản phẩm Aqua Glow đi, 15 gói trong một hộp và mỗi ngày như vậy trung bình bạn uống 2 gói, ví dụ vậy, 1 cho đến 2 gói. Thì nếu như mà mình uống liên tục mỗi ngày như vậy 2 gói nó sẽ có cái hiệu quả khác. Còn nếu như bạn uống 1 gói sẽ có hiệu quả chậm hơn một chút. Và nếu như mà bạn uống hôm nay 1 gói, ngưng 2 ngày qua ngày thứ 3 uống 1 gói, kéo dài ra một cái hộp đó bạn uống trong vòng 2 đến 3 tháng cũng chưa hết cái hộp đó thì chắc chắn là bạn không có thấy gì hết. Bạn không có thấy cái cải thiện gì trên da cả. Thì cho nên mình ở đây mình mới nói khi cơ thể thiếu á, thì mình cần bổ sung, nhưng phải bổ sung liên tục chứ không phải là thiếu, mình biết thiếu sau đó mình bổ sung ngày, cái mình nghĩ là bổ sung ngày là đủ thì nó chưa có đủ. Thì khi chưa đủ cái liều lượng thì chắc chắn nó sẽ không có thể hiện được đó. Này, đây là một cái video clip mà Thảo chia sẻ về 4 cái bước mà để hỗ trợ chăm sóc cho làn da, đối với làn da khô thiếu sức sống cơ bản ha, là mình sẽ có 4 bước. Và cái dòng sản phẩm này thì thực sự là mọi người đã rất quen rồi. Và hôm trước thì bạn Điền cũng có chia sẻ với mọi người về dòng sản phẩm này, đó là Skinergy. Thì cái dòng này sẽ hỗ trợ để giúp tăng cái nguồn năng lượng cho làn da, cải thiện những cái bề mặt da thiếu sức sống, thiếu nước. Lý do tại sao Thảo đưa vào cái dòng sản phẩm này để chăm sóc cho làn da khô, vì ở đây ngoài việc tăng cường năng lượng giúp cho da, ngăn ngừa lão hóa sớm, có nghĩa là ở cái độ tuổi mà từ 25 tuổi trở lên là bắt đầu cơ thể của mình sản sinh ra các cái tế bào da chậm lại, cái quá trình hiến la chậm lại, các cái collagen, elastin cũng sẽ sinh sản chậm lại nè, rồi lượng nước trong cơ thể cũng bắt đầu dần dần mất đi, là bắt đầu ở cái ngưỡng cửa tuổi 25 trở đi. Vì vậy mà tránh đi những cái trường hợp không mong muốn là da của mình bị khô á, thiếu sức sống rồi da mất đi cái tính năng đàn hồi á, thì ở đây mình sẽ cung cấp cái dòng sản phẩm Nova Skinergy, và nó sẽ cung cấp lại nguồn năng lượng cũng như là hạn chế cái quá trình lão hóa da sớm cho làn da. Ở đây theo nghiên cứu lâm sàng thì có khả năng là làm sáng da một cách tự nhiên, và đồng thời là sẽ cung cấp nước lên đến 89%, có nghĩa là đối với làn da khô á, thì đặc biệt là cần cái đặc tính này, mà bộ sản phẩm Skinergis của mình á, thì nó sẽ hỗ trợ được cái phần đó, có nghĩa là cấp nước lên đến 89%. Và ở đây thì chờ vào cái công nghệ tăng cường năng lượng Taurine. Với công nghệ Taurine này thì người ta có
phối hợp cùng với cái tảo ở cái vùng biển Scandinavia có nguồn gốc tự nhiên thì sẽ giúp cho phục hồi một cái làn da nhanh chóng và tiếp thêm được nguồn năng lượng cho da, giúp cho giảm thiểu những cái dấu hiệu là da mất nước, khô rồi da bị lão hóa sớm hay là bị các gốc tự do tấn công. Ngoài ra thì chiết xuất tế bào gốc thực vật của cây cọ cai bổ sung thêm cho các hoạt chất để tăng cường nguồn năng lượng cho da và tránh làm tổn thương da, giúp cho làn da mịn màng tự nhiên. Thì bộ sản phẩm này á, đối với những người nào thì có thể bắt đầu sử dụng sản phẩm này, hay là những người mà làn da thiếu sức sống nè, làn da bị khô rát nè, rồi ở cái lứa tuổi nào cần sử dụng, thì là bất cứ cái lứa tuổi nào từ 20 tuổi trở đi mà bạn thấy cái làn da mình thiếu sức sống, rồi da không được sáng, không được mịn màng, bề mặt da xỉn màu, thô ráp, có những cái da bong tróc nhẹ. Đối với những trường hợp bong tróc nhẹ ha, thì mình sẽ dùng cái bộ sản phẩm này để phục hồi trở lại, vì cái khả năng cấp nước lên đến 89% cho làn da. Mình qua cái dòng sản phẩm thứ hai mà Oriflame đề xuất, đó là dòng sản phẩm Nova E-Collagen. Thì dòng sản phẩm này á, với cái chức năng mang lại là giúp cải thiện hiệu quả những cái làn da mà có vấn đề khô da nè, rồi biểu hiện lão hóa trên bề mặt da nè, ví dụ những cái nếp nhăn mới bắt đầu hình thành. Tại sao mình đưa cái bộ này vô? Đó là đối với một trường hợp da khô á, thì cái biểu hiện của nó sẽ là khô căng và đôi lúc là sẽ dễ hình thành nên những cái nếp nhăn mới ở trên bề mặt da do quá trình khô da quá cao á, thì dẫn đến tình trạng là khi mà hình thành nên những cái bề mặt da co giống như vậy thì có những cái nếp nhăn. Thì chính cái bộ này với những cái công nghệ và những cái thành phần gì ở bên trong, nó sẽ hỗ trợ được cho cái làn da đó. Thì mọi người xem tiếp ha. Ở đây mình có những cái phần thành phần. Thứ nhất đó là công nghệ G-Peptide, thì đây là một cái công nghệ được cấp bằng sáng chế độc quyền của Oriflame, sẽ hỗ trợ để giúp giảm và cải thiện nếp nhăn một cách hiệu quả nhất, và đồng thời là cái acid hyaluronic cấu trúc siêu nhẹ. Thì cái này mình nghe rất là nhiều ha, tiêm hyaluronic vô trong da để giúp da căng mịn lên, giảm những cái dấu hiệu lão hóa da, trẻ hóa làn da vân vân, cấp ẩm cho da. Thì ở đây mình sẽ dùng cái thành phần có chứa acid hyaluronic với cấu trúc siêu nhẹ này sẽ cung cấp được cái lượng nước và độ ẩm cho bề mặt da, tránh cái tình trạng khô da dẫn đến những cái biểu hiện nếp nhăn sớm. Rồi các cái tế bào gốc thực vật từ hoa nhung tuyết thì nó sẽ giúp kích thích quá trình sinh sản sinh ra cái lượng collagen và giúp cho da hiệu quả đàn hồi và săn chắc. Thì sẽ giảm được thứ nhất là tình trạng khô da, thứ hai là tránh được cái tình trạng khi da khô và hình thành những nếp nhăn ha. Và cái thứ ba là giúp cải thiện lại những cái gì mà da đang có vấn đề hư tổn, ví dụ như thiếu hụt collagen dẫn tới tình trạng da mất săn chắc và đàn hồi. Thì một cái làn da khô là hầu như nó đều đi đến ba cái giai đoạn này hết. Thứ nhất á, là da bong tróc quẩy là khô nè, thứ hai là da sẽ nhăn hình thành những cái nếp nhăn nè, lão hóa nè, rồi cái thứ ba nữa đó là nó sẽ làm cho da mất cái tính năng đàn hồi và dẫn đến tình trạng da chảy xệ, lão hóa sớm đó. Thì là mình cải thiện được ba vấn đề này có nghĩa là mình sẽ phục hồi lại được cái làn da khô đó. Rồi cái bộ kế tiếp đó là bộ Optimal Hydra Radiant. Thì mời mọi người xem một cái video clip của cái dòng sản phẩm này để mình lấy cái nguồn cảm hứng là những cái thành phần cũng như là những cái gì mà các nhà sản xuất, các nhà khoa học đã đưa vào trong cái bộ sản phẩm Hydra Radiant của mình ha. Thank you.
phần mà mọi người vừa thấy trong cái đoạn video clip vừa rồi thì Thảo cũng đã có tổng hợp ở đây cho mọi người. Với dòng sản phẩm Hydra Radiant thì trong catalog tháng này mình có ở trang số 18 ha cả nhà ha. Này, trang số 18 catalog với hai cái sản phẩm là kem dưỡng ban ngày và kem dưỡng da ban đêm. Thì cái thành phần với cái kết cấu nhẹ và phục hồi độ ẩm một cách nhanh chóng. Đây là một cái công thức chứa cái nguồn dưỡng chất tốt giúp khôi phục lại cái hàng rào bảo vệ da của mình. Và đồng thời là với công nghệ khóa ẩm Moisturizer Moisture Locking. Đây là cái công nghệ mà trong cái dòng sản phẩm này hỗ trợ để làm bảo vệ da cũng như là khóa lại cái lượng nước. Nó nghĩa là khóa, lock có nghĩa là khóa lại, không có cho cái lượng nước ở dưới cái da này nó bốc phát ra bên ngoài, giữ được cái lưu lượng nước đó để bảo vệ cho cái lớp da của mình nó không có bị khô. Thì thực ra những cái dòng sản phẩm nào mà mang tính chất cung cấp ẩm một cách tự nhiên thì không áp dụng công nghệ vào thì cái hiệu quả mang lại sẽ rất là chậm. Nhưng nếu mà bạn mua những cái dòng sản phẩm nào mà bạn thấy là có áp dụng thêm công nghệ và thành phần thì hai cái đó nó sẽ là một cái bước tiến trong cái lĩnh vực chăm sóc da. Và những cái bộ cơ bản đó, mọi người sẽ thấy không có công nghệ trong đó. Ví dụ như là chỉ là chiết xuất từ sữa, mật ong hoặc là với nghệ chẳng hạn vân vân. Thì nó chỉ là những cái thành phần chiết xuất tự nhiên thôi để cung cấp cho làn da một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Thì đối với một cái làn da mà có vấn đề, ví dụ như là da khô, bong vẩy chẳng hạn, sần sùi, thô ráp, thì nếu mà mình dựa trên đó mình tư vấn cái bộ sản phẩm cơ bản thì cái hiệu quả người ta sẽ không có thấy cao được. Thay vào đó mình sử dụng những cái sản phẩm mà có thành phần phối hợp với công nghệ tiên tiến thì nó sẽ đưa cái nguồn dưỡng chất đó đi sâu vào bên trong các cái lớp tế bào da của mình. Như vậy thì nó sẽ giúp cải thiện nhanh chóng hơn, thay vì 6 tháng thì sẽ rút ngắn cái khoảng thời gian cải thiện, giúp cho da mình mềm mại hơn chỉ sau 3 tháng chẳng hạn. Đó, thì như vậy mình thấy được cái hiệu quả nhanh hơn. Và đối với khách hàng thì cái điều mong muốn của khách hàng là luôn muốn thấy được cái hiệu quả nhanh. Nhưng nếu mà mình tương ứng cái sản phẩm nó không phù hợp để lấy lại được cái hiệu quả nhanh thì dĩ nhiên là khách sẽ bất mãn. Và khi khách bất mãn rồi thì chắc chắn là giờ bạn có tư vấn tiếp tục nữa khách cũng không có hài lòng và khách cũng sẽ không có mua tiếp tục nữa. Thành thử ra cái quyết định của bạn cũng rất quan trọng trong cái việc lựa chọn sản phẩm cho khách hàng của mình như thế nào cho phù hợp. Rồi, vì trong cái catalog của mình bạn thấy rất là nhiều ha, rất là nhiều bộ sản phẩm luôn, cũng là chăm sóc được cho làn da khô, rồi cũng cung cấp ẩm, rồi cũng tính năng đàn hồi vân vân các kiểu. Nhưng ở đây cứ lưu ý dùm Thảo để phân biệt rõ, một cái là chăm sóc chuyên sâu giúp cải thiện nhanh chóng, thời gian cải thiện sẽ ngắn hơn ha. Rồi một bên sẽ là chăm sóc cơ bản, thời gian cải thiện sẽ là lâu dài hơn. Rồi chỉ tốt và thể hiện tốt nhất đối với những người mà da không có vấn đề, ví dụ như da bình thường, da mịn màng, chỉ cần bổ sung để mà giữ cho cái làn da đó không bị xấu đi, ok, thì mình sẽ sử dụng những cái sản phẩm mà có chứa thành phần dưỡng ẩm bổ sung cho da. Còn nếu như muốn cải thiện cái tình trạng đang có vấn đề thì mình phải cần có công nghệ phối hợp vô thì cái thành phần đó mới phát huy được cái chức năng và giúp cho cái làn da đó có cái hiệu quả. Rồi, cái bộ sản phẩm này sẽ giúp hỗ trợ cấp ẩm này, sẽ kích lỗ chân lông, mang lại làn da tươi mới rạng rỡ hơn mỗi ngày. Đó là cái hiệu quả mà sản phẩm mang lại. Và mọi người ở trên đây thì mình thấy có 4 sản phẩm, tuy nhiên là hiện tại là trong catalog của mình có sản phẩm Hydra Radiant Night Cream và Hydra Radiant Day Cream, là hai cái sản phẩm dưỡng cho ban ngày và dưỡng cho ban đêm. Rồi, bên cạnh đó những cái bộ cơ bản dành cho những người có tình trạng da khô bình thường, khô mất nước bình thường thôi mà bề mặt da của họ vẫn mịn màng, vẫn đẹp á, chỉ là thiếu nước chút xíu thôi trong một cái giai đoạn ngắn, thì mình có thể sử dụng những cái sản phẩm của dòng lớp Nature Organic chiết xuất từ lô hội và dừa. Thì ở đây thành phần dừa nó sẽ cung cấp vượt trội bổ sung độ ẩm cho làn da tốt. Và nha đam á,
thì nó sẽ có chứa 99,5% là nước, cho nên là nó sẽ xoa dịu làn da, cung cấp ẩm được cho da, chống oxy hóa cho da. Thì với những cái tính năng này là những cái tính năng cơ bản thôi ha, bạn sẽ thấy không có công nghệ gì ở đây hết, chỉ là những cái tính năng cơ bản của những cái thành phần chiết xuất tự nhiên. Và cái hiệu quả thì sẽ cấp ẩm và mang lại làn da tươi mới hơn. Hiệu quả mình sẽ thấy là không có phục hồi lại những cái vùng da khô, giống như là cái bộ Skinergize của mình đó, thì là 89% là được kiểm nghiệm lâm sàng là cung cấp nước, 89% rất là cao luôn nha cả nhà nha. Hoặc là collagen chẳng hạn. Rồi, ngoài những cái sản phẩm bổ sung cho làn da khô là những cái dòng sản phẩm vừa có sữa rửa mặt, vừa có những cái kem dưỡng cho ngày đêm, rồi kem dưỡng mắt ra, thì mình còn có cái dòng sản phẩm để mà hỗ trợ giúp tẩy, thanh tẩy những cái tế bào sừng, ví dụ như nó sạm nhám này, hoặc là nó bong chưa có hết nè, chưa có được bong tróc hết ra bên ngoài mà nó còn bám lại phân nửa, và gây cho da có những cái biểu hiện là không thẩm thấu được chất dinh dưỡng khi mình bôi những cái kem dưỡng lên da, thì mình sẽ dùng cái sản phẩm tẩy tế bào da chết Novae Skin Renewing Peel. Thì cái sản phẩm này á, đây trên tay của Thảo có sản phẩm này. Thì sản phẩm này á mọi người, mình nghe nói đến là làm sạch tế bào da chết hoặc là tẩy tế bào da chết, thì mình cứ hình dung á, trong cái sản phẩm này nó sẽ có chứa hạt hoặc là những cái hạt nhỏ li ti ha, để mà nó thanh tẩy cho da, đúng không? Nhưng thực sự cái này vẫn có thể sử dụng được cho cả làn da nhạy cảm luôn nha cả nhà. Và do là cái thiết kế sản phẩm này là thanh tẩy tự nhiên, không có những cái hạt và không có ma sát trên bề mặt da, gây những cái biểu hiện là đau rát ở trên da nếu mà da đó mỏng quá. Thành thử ra da nhạy cảm, da mỏng vẫn có thể sử dụng. Rồi hoặc là da mà có vấn đề mụn mà ít á, không có mụn viêm dày đặc á, thì vẫn có thể sử dụng sản phẩm này để thanh tẩy cho da. Thì cái này đặc điểm của nó là cái thành phần chiết xuất chứa AHA nè, PHA, giúp loại bỏ các tế bào chết là acid salicylic các cả nhà. Hồi sáng mọi người có học trong cái bài Pure Skin thì sẽ có PHA là cái thành phần acid salicylic, có thể là giúp loại bỏ các cái tế bào sừng ứ lại ở trên bề mặt da và chưa có được bong tróc ra bên ngoài á, thì nó làm sạch một cách triệt để và giúp cho lỗ chân lông mình thông thoáng nè, da mềm mại nè, để mà khi mà mình thoa dưỡng da lên nó thấm vô trong cái lớp tế bào cần có những cái dưỡng chất, chứ không phải là mình không sử dụng cái sản phẩm thanh tẩy da này thì khi mà mình bôi những cái sản phẩm kem dưỡng lên nó chỉ thấm vô những cái tế bào đang chết thôi, mà tế bào đó thì nó làm mềm ra thôi chứ nó không có nuôi dưỡng được những cái tế bào đang cần ở dưới đây mới là cần ha. Thì ở đây mình sẽ có thêm cái thành phần chiết xuất từ các cái enzyme của lựu, sẽ giúp cung cấp cái lượng độ ẩm, rồi giúp cho da dịu nhẹ tức thì ha. Đây, cái này thì mình sẽ sử dụng sau cái bước sữa rửa mặt 2 lần trong tuần. Mình sẽ sử dụng sau bước sữa rửa mặt ha. Và cả nhà không cần để nước. Thay vì hồi nãy những cái nào mà nó có hạt á, thì mọi người sẽ để nước lại trên da và mình dùng cái đó mình massage ra, đúng không? Còn bây giờ riêng đối với sản phẩm này không có chứa hạt gì hết, nó giống như một cái loại kem bình thường thôi ha. Thanh tẩy rất là dịu nhẹ cho da luôn, không có hạt không gì hết. Đây cái dạng của sản phẩm này cả nhà ha, như là một cái kem dưỡng bình thường thôi. Thì bây giờ ta sẽ xoa nha. Đó, mọi người khi mà đưa lên da, mọi người cũng xoa cái kem lên vậy, không cần để nước ha, mình cứ xoa đều hết trên bề mặt da như vậy luôn là nó đang thanh tẩy cho da rồi đó. Xoa đều hết luôn. Rồi sau khi xoa đều xong hết rồi, cái kem này nó bắt đầu mà nó khô, nó hơi hơi khô ở trên da rồi đó. Cái kem tẩy tế bào chết này mình thấy nó hơi bắt đầu nó ráo khô ở trên da rồi, thì mình thấy rứt tay rồi thì mình ngưng lại, mình không có massage nữa ha cả nhà ha. Tại vì nếu mà mình massage nữa mình sẽ tác dụng lực lên đó rất là mạnh nè, ví dụ như giờ nó rứt rồi nè, mà mình cố gắng mình đẩy cái da như vậy thì chắc chắn là da của mình nó sẽ bị tác dụng một cái lực nó mạnh
lên trên bề mặt da đó. À, sau khi máy xong mọi người thấy cái da nó mở, nó sáng ra là cả nhà thấy không? Sáng nó bệnh hẳn luôn. À, rồi sau đó mình sẽ rửa lại với nước nha cả nhà nha. Ai vậy? Bạch dán hay là tắt không? Ủa bạch tại sao quá này? Mình rửa lại với nước ha. Đây mình không, ở đây Thảo không có làm cái thao tác rửa, một lát Thảo mới ra ngoài Thảo rửa được, do là Thảo đang trên cho mình người nên là chỉ dùng cái bông tẩy trang thấm một ít nước và Thảo thoa nha. Thì mọi người thấy nè, cái mùi rất là nhẹ luôn, cái mùi dễ chịu và cái da nó mịn, rất là mịn luôn, thích lắm mọi người. Xuống nhìn mình sờ vô mình cảm thấy cái da của mình nó rất là mềm luôn ha. Thì đối với những người mà có mụn ở trên da thì khi mà massage cái này nó cũng không có làm tổn thương cái vùng da mụn được. Nên là mụn mà không viêm thì mọi người có thể sử dụng tẩy tế bào da chết 2 lần trong tuần ha. À, mình không tẩy bằng cái sản phẩm có hạt mà mình sẽ tẩy bằng cái sản phẩm không có hạt này 2 lần trong tuần. Rồi mình rửa lại thật là sạch với nước nha. Rồi mình nắm được cái cách sử dụng của cái sản phẩm tẩy tế bào da chết Novi chưa ạ? Mọi người ơi, mọi người nghe Thảo nói không ạ? Nghe cô ơi. Rồi, mọi người tương tác chút xíu nha, không Thảo tưởng mọi người ngủ hết luôn rồi đó. Có buồn ngủ không cả nhà ơi? Không. Rồi, đừng có ngủ nghe. Vậy, tại vì cô dạy hay lắm cho nên là ngồi tháo hốc mồm ra nghe nè. Nghe im ru, tưởng đâu mọi người ngủ hết rồi không nghe tương tác gì hết. Rồi mình tiếp tục. Thì cái này mình dùng 2 lần trong một tuần nha cả nhà nha. Nhớ giùm Thảo 2 lần trong tuần và sau bước sữa rửa mặt. Thay vì những cái dạng có hạt á thì mình sẽ để nước ở trên da ướt rồi mình mới massage. Còn cái sản phẩm này á, đi chơi hay đi đâu á, mình mang đi rất là tiện luôn. Là mình sẽ dùng một ít này, mình massage cái phần da lên, massage phần da ấy, thì mình rửa lại với nước bình thường. Là mình thấy cái da mình nó mịn mà nó mềm, nó không bị khô, không bị căng cái gì hết ở trên da luôn. Và Thảo rất thích sản phẩm này luôn nha cả nhà nha. Rồi, sau khi học xong bài này thì mỗi một người sẽ có trong tay cái sản phẩm này, đúng không cả nhà? Mình có 2 tip rồi cô ạ. À, 2 tip luôn rồi hả chị? em đang dùng bao nhiêu tiền của bôi chết cà tràng. À, nói chung là dùng sản phẩm thôi. Mấy sản phẩm khác cũng được, tùy theo cái da mình chọn chính xác. Tuy nhiên đề xuất cái sản phẩm này là tại sao những bạn nào mà cái da mà đang kích ứng, dị ứng, da mỏng nè, hoặc là những người mà đang bị mụn á, mà nếu mà mình tư vấn những cái dạng mà có hạt á thì da khách khó chịu lắm, đặc biệt là da khô á. Da khô là bản thân da của họ đang bong chóc mà mình đưa những cái hạt lên mình massage, mình ma sát lần lát hồi nó nổi nực, nổi đỏ 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 giống như sải em bé vậy đó. Cho nên là Thảo đề xuất cái sản phẩm này vì cái tính dịu nhẹ của sản phẩm và đồng thời là không có gây kích ứng và dị ứng trên bề mặt da. Tuy là cái giá thành hơi cao hơn so với những sản phẩm khác nhưng cái hiệu quả mang lại sẽ rất là tuyệt vời luôn. Được chưa cả nhà ơi? Mình qua tiếp tục ha. Rồi, cái viên tinh dầu dưỡng. Rồi, cái viên này thì ở đây Thảo có chuẩn bị sẵn ở đây cho mọi người luôn. Thì cái viên này hổm giờ mình cũng học mấy lần rồi. Thảo cũng giới thiệu cái viên Oil Capsule Nutri-Shift Oil Capsule. Cái viên này á, mình có hai cái chức năng. Một là mình có thể để dưỡng ở trên da mỗi ngày đối với làn da nào khô cực kỳ, hoặc là da khô thiếu nước, hoặc là những người da lão hóa khô, thì mình sẽ dùng cái viên này cho mỗi ngày. Còn nếu như mà mình dùng với cái công năng á, là massage da, bổ sung dưỡng chất cho da, thì mình sẽ làm 2 lần trong tuần hoặc là 1 lần trong tuần đều được hết. Nhưng mỗi khi mình dùng massage á, thì mình dùng trung bình là từ 2 cho đến 3 viên để mà mình lấy cái dưỡng chất mình massage lên da và cổ, thì nó phục hồi rất là nhanh luôn ha.
ha cả nhà ha. Còn nếu mình dùng mỗi ngày thì nó họ sẽ khôi phục cái làn da đó một cách tự nhiên và nhẹ nhàng thôi, sáng hôm sau mọi người thấy được cái hiệu quả liền luôn. Thì ở đây mình cái viên dầu dưỡng này nhằm nuôi dưỡng sâu nè, hiệu quả dưỡng ẩm cao nè, làm dịu da, giúp cho da mịn màng và rạng rỡ hơn. Thì đây là một cái sản phẩm mà mình có thể nói đưa vào cái quy trình chuyên sâu, bổ sung thêm, cung cấp thêm. Thành phần chính của sản phẩm Nutrisic Facial Oil Capsule của mình á, thì sẽ có chiết xuất từ tinh dầu của vừng nè, là hạt mè á mọi người, hạt mè mà mình hay làm trong thức ăn này, dầu mè rồi đó. Đó thì dùng cái tinh chất chiết xuất từ trong hạt vừng, rồi dầu quả lý chua, dầu quả bơ là những cái thành phần hầu như mà giúp cải thiện, giúp cho da mịn màng, rồi giúp cấp ẩm, làm căn bệnh cái phần da. Rồi tinh chất chiết xuất từ dầu đậu nành ha. Thì thông thường á trong cái đậu nành á, nó sẽ có chứa một cái nguồn dưỡng chất người ta gọi đó là isoflavone. Thì cái nguồn dưỡng chất này có chức năng là chống oxy hóa và chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của gốc tự do. Ví dụ như là mọi người thấy thường bắt ở bên Nhật đó, thì người ta hay dùng cái đậu tương đó mọi người ha. Thì khi mà người ta dùng cái đó, có một cái làng đó, khi mà nhắc đến cái món ăn truyền thống này á, thì vô trong cái làng đó thì hầu như là ai nhà người người đều dùng cái món này mỗi ngày luôn. Và cái điều đặc biệt là vô đó thấy cái làn da người ta trẻ hóa và trẻ hơn so với độ tuổi dù là nam hay nữ. Thì người ta nghiên cứu và phát hiện ra là cái làng đó họ dùng cái nguồn dưỡng chất đó là từ đậu tương, đậu nành này nè, lên men. Và làm thành cái món ăn đó mà người ta ăn liên tục như vậy, thì cái nguồn dưỡng chất đó nó giúp cải thiện những cái vấn đề ví dụ như là lão hóa da nè đó. Rồi dầu hạt đào, dầu phytoplam, dầu chiết xuất từ những cái bông hoa của họ, hoa cúc quá mọi người, hạn chế những cái vấn đề viêm da. Rồi ở đây với những cái nguồn khoáng chất thiết yếu, ngăn ngừa oxy hóa, giúp nuôi dưỡng sâu cho làn da, rồi cải thiện nếp nhăn, làn da sẽ mịn màng và rạng rỡ ha. Thì bây giờ Thảo sẽ hướng dẫn cho cả nhà cái cách để mà mình sử dụng cái sản phẩm này. Thì khi mà dùng á mọi người, nếu mà dưỡng mỗi ngày á, thì mình sẽ ngắt cái viên dầu này ra. Mình cầm cái viên dầu này, không cần kéo, không cần gì cả, mỗi ngày mình dùng một viên. Sau khi mà mình rửa sữa rửa mặt, thoa cân bằng làm mềm da, thì mình sẽ dùng cái viên này, tại vì nó là dạng dầu tinh chất cho nên là lỏng ha cả nhà ha. Và như Thảo có chia sẻ mọi người rồi, cái công thức đơn giản cho dưỡng da đó là lỏng thoa trước và đặt thoa sau. Cái gì mình thấy lỏng mình sẽ thoa trước ha. Rồi đây là mình thấy đây cái viên dầu này, khi Thảo nặng ra này cũng đó là những cái dạng dầu như thế này. Mình nhìn mình thấy mình sợ đúng không, mình sợ ôi chắc cái này thoa lên cái da nó bóng giống như thoa dầu ăn lên da luôn. Nhưng mọi người đừng có sợ nha, bây giờ Thảo sẽ bắt đầu Thảo thoa lên phần da để cho mọi người cảm nhận nè. Và cái cách để mà thoa nó không bị bóng dầu toàn bộ nguyên gương mặt đấy, thì mọi người nhỏ đến đâu mọi người thoa đến đó và massage liên tục như vậy cho đến khi nó thấm vô da luôn, rồi bắt đầu mình mới tiếp tục những cái giọt còn lại cho đến giọt cuối cùng luôn, hết cả mặt và cổ luôn ha. Rồi bây giờ ở đây mình thấy dầu ha, nhìn nó bóng luôn nè cả nhà. Đó, bây giờ nhìn nha, bóng phải không? Bây giờ bắt đầu Thảo xoa. Ok, nội có xoa không mà đã thấy nó rất là mềm cái da rồi, thích dễ sợ luôn cả nhà. Cái mùi thì thiệt là sang trọng luôn, cái mùi rất là thơm, mùi rất là thơm luôn. Đừng có nghĩ dầu hay là tưởng dầu cá thì nó tanh nha cả nhà, không có nha, hoàn toàn không hề tanh. Đây là cái sản phẩm mà nó có cái mùi hương rất là dịu nhẹ luôn. Mình chỉ massage liên tục luôn, xoa đều cái tay như vậy ha.
Còn trên da mặt của mình thì mình sẽ dùng tay mình cứ xoa xoa như vậy. Mình cứ chấm lên một điểm, sau đó mình xoa 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 cho đến khi nào mà mình thấy nó thấm vô da, nó chỉ còn lại một cái lớp dưỡng mỏng ở trên da thôi thì là ok. Chứ mình đừng có chấm lên da rồi mình vàng ra cái mình thấy nó bóng dầu hết nguyên gương mặt, cái mình ngủ đêm tới sáng là dễ bị mụn lắm nha cả nhà nha. Mình dùng phải biết dùng cách, dùng đúng cách nữa ha. Rồi như mọi người thấy nè, sau khi mà thẩm massage xong đó, da căng bóng luôn, mướt luôn mà không có chỉnh, không có rít, không có nhờn nha cả nhà. À, rất là mềm mại luôn. Thì cái này á, những khách hàng nào mà cần cái hiệu quả nhanh tức thì á, mọi người cho khách dùng chỉ cần một viên này thôi là đảm bảo là khách ưng ý cái sản phẩm này liền ngay lập tức luôn. Mà Thảo cũng rất là mê cái dòng này luôn. Ai mà đặc biệt cái làn da mà khô nè, hoặc là làn da mà lão hóa sớm á, có những cái nếp nhăn ở trên da, mọi người dùng cái này, dùng cái này đi, sẽ đảm bảo là khách hàng sẽ quay trở lại mua tiếp cả nhà ha. Thảo chắc chắn điều đó luôn. Và khi mà mình dùng massage thì mình tẩy tế bào da chết xong, sau đó mình sẽ dùng 3 viên này nha cả nhà, 3 viên nha, để nó đủ cái lượng cái lượng dầu và mình massage liên tục như vậy ha, cũng cho tới khi mà bắt đầu mình thấy nó ráo hết toàn bộ mặt và cổ ha. À, Thảo ví dụ như ở phần cổ thôi ha, này phần cổ đây mình cũng lấy ra nè cả nhà, lấy dầu ra nè, thấy chưa? À, Thảo ví dụ như vậy đi ha, mình cũng sẽ chấm lên phần cổ nè, chấm lên dưỡng luôn cho cả vùng cổ ha, mặt và cổ mình cũng sẽ đi đôi luôn. Rồi còn lại mình sẽ xoa, sau đó mình vuốt nhẹ nhàng, vuốt lên, vuốt lên, vuốt lên, vuốt ra, vuốt ra như vậy. À, không kỳ cọ ma sát, mình vuốt như thế này không hề có độ bóng nha cả nhà. Nè, mọi người nhìn rất là mềm mại luôn, cái da nó mềm như là da em bé luôn á, thiệt sự mềm, rất là mềm luôn, cho nên là rất là thích cái sản phẩm này luôn. Thì khi mà mình dùng cho mặt đó cũng vậy, mình cũng sẽ massage cho đến khi nào mà thấm hết toàn bộ vô cái phần da của mình thôi, rồi mình ngừng lại, mình không massage nữa. Thì nếu như dùng để dưỡng á thì bước kế tiếp là mình sẽ thoa kem dưỡng đêm ha. À, còn cái này thì mình nên dùng vào buổi tối nha cả nhà nha, hạn chế sử dụng buổi sáng. Tại vì sao? Tại vì cô giáo ơi, cho chị hỏi, thế thì da nhờn không được dùng à? Vẫn dùng luôn chị, cái sản phẩm này là có thể là dùng cho cả da nhờn mà thiếu nước được luôn ha. Nhưng mà cái cách của mình thoa đó là giống như Thảo chia sẻ, là chị sẽ thoa như, nếu như da chị da nhờn thiếu nước thì mình sử dụng, còn nếu mà da nhờn bóng á thì mình không cần sử dụng sản phẩm này nữa đâu. Alo, chị nghe em nói không ạ? À, chị có nghe em trả lời không ạ? Nếu mà da mà bị bóng dầu ha, thì cái này mình chỉ dùng trong cái quá trình mình massage thôi. Ví dụ như một lần trong tuần mình sẽ dùng nó để mình massage. Mạng bị yếu. Dạ. Nghe thấy. Dạ nghe được không ạ? Dạ em nói như vậy nghe được chưa ạ? Em nói lại đi, chị nghe thấy gì? Dạ rồi, có nghĩa là nếu như da chị nhờn nhiều, bóng dầu nhiều thì mình cũng không có cần thiết phải bổ sung cái này vào mỗi ngày, nhưng chị có thể dùng cái này để mà giúp cho cái da nó mềm mại hơn, cung cấp dưỡng chất nhiều hơn, bằng cách là một lần trong tuần hoặc hai lần trong tuần mình dùng 2-3 viên này, mình để ra, sau đó mình chấm lên da và mình massage với những cái thao tác massage như hồi sáng em chia sẻ vậy đó, massage cho đến khi nào nó thấm hết vô da luôn đó, thì là mình bắt đầu dưỡng những cái phần dưỡng da lên, không có vấn đề gì cả, nghĩa là vẫn có thể sử dụng được hả chị ha. Chỉ trừ khi nào cái da đó là da đang mụn viêm thì không có xài thôi ạ. Chị thì cũng da hơi nhờn thì chị dùng chỉ nửa viên thôi là chị thấy ok rồi. Dạ, thì nói chung mình vẫn dùng được. Có
nghĩa là em nói ở đây vẫn dùng được, nhưng mà khi mà mình dùng á, các chị nên dùng hết một viên. Tại vì sao? Cái vỏ bọc bên ngoài này nè là cái lớp mà nó sẽ bảo quản cái sản phẩm của mình, và khi mình đã ngắt ra rồi á, thì rất là dễ bị oxy hóa các cái thành phần ở bên trong và làm mất đi cái tính năng của sản phẩm. Cho nên á, mình nên dùng mỗi viên một lần một viên luôn. Và nếu như chị dùng theo cái cách của Thảo chia sẻ là chị cứ hết giọt nào chị massage giọt đó, chứ đừng có lấy ra liền nút chấm lên da rồi bắt đầu chị massage, thì chị sẽ thấy nó rất là nhiều dầu luôn. Chị nhỏ ra từng giọt một, hết giọt nào chị cứ chịu khó chị ngồi chị nhỏ từng giọt ra và chị massage cho đến khi nó hết một viên này luôn, cho cả mặt và cổ thì mình dùng lại. Hay chị ha. Còn nếu chị để lại á, qua ngày hôm sau chị xài á, thì rất có thể là cái sản phẩm mình không có đảm bảo là bảo quản được cho mình. Dù mình có bỏ trong tủ lạnh đi chăng nữa thì trong đó nó cũng có vi khuẩn ở trong tủ lạnh á. Rồi, cảm ơn cô giáo nha. Dạ vâng ạ. Rồi, thì cái đó là cách dưỡng. Còn nếu cách massage thì mình massage cũng y vậy luôn. Nhưng mà mình sẽ làm sao khi mà mình tẩy tế bào da chết? Hai lần trong tuần vào buổi tối sau khi tẩy tế bào da chết, còn mình dưỡng thì là dưỡng mỗi ngày. Hai cả nhà ha. Rồi, ngồi rất là mềm cái da luôn nè, cả nhà đâu có thấy dầu bóng đâu đúng không? Này mọi người thấy bóng không? Không có thấy dầu bóng luôn nha. Rất là mịn cái phần da luôn. Rồi. Cải thiện được cả những cái phần da hơi tối màu nữa đó mọi người. Nếu mà mọi người cứ massage liên tục như vậy á, 1 cho đến 2 hũ là mọi người sẽ thấy cái da mình nó sẽ sáng lên. Tuyệt vời quá. Rồi, mình còn có thêm cái thành phần tăng chất giúp bổ sung dưỡng ẩm, tăng khả năng hấp thu cái độ ẩm cho da. Tạo một cái hiệu quả dưỡng ẩm cao cho bề mặt da với dòng sản phẩm Nova Skin Prepping Essence. Thì cái sản phẩm này cũng không có xa lạ gì với cả nhà hết đúng không ạ? Mình đợi Thảo chút xíu nha. Này, đây là cái sản phẩm Essence dưỡng, cung cấp cái nguồn độ ẩm cho da của dòng sản phẩm Novace. Và thành phần thì có chứa thành phần phức hợp Marine Rebiotic ha, tăng khả năng hấp thu miễn dịch và loại bỏ các cái tế bào tích trên da, giảm các cái hại khuẩn gây những cái tình trạng da xấu nè, rồi giúp tăng cường cái lượng độ ẩm, lượng nước cho da, acid hyaluronic phát triển tốt hơn. Thì cái hiệu quả mang lại cũng sẽ giúp cho da có một cái làn da mịn màng và không bị thô khô ráp nha. Rồi bây giờ mình sẽ xem là cái sản phẩm của mình cái dạng của nó sẽ như thế nào. Này cái dạng sản phẩm này cả nhà. Nó sẽ lỏng hơn cái serum, nhưng mà nó sẽ đặc hơn cái nước cân bằng mềm da, nghĩa là giống như một cái dạng nhũ tương vậy đó cả nhà. Và khi thoa lên da đó thì mọi người sẽ rửa mặt sạch xong, sau đó thoa cái sản phẩm này lên da, trừ vùng mắt và vùng môi ra. Mình sẽ thoa miết đều y như mà mình dưỡng cái serum vậy đó, rồi cho thấm vô hết cái phần da. Thì là cái sản phẩm này cũng là một sản phẩm để hỗ trợ tắp ẩm cho da một cách nhanh chóng. Mình sẽ dùng 2 lần trong ngày. Thảo nhỏ ra cái miếng bông cho mọi người thấy cái độ đặc sệt của sản phẩm thôi, chứ không phải là mình dùng cái miếng bông này nha cả nhà. Cái này mình sẽ dùng để thoa trực tiếp. Ví dụ như là mọi người sẽ nhỏ ra như thế này, nhỏ ra da nè. Đó, nhỏ ra cái mặt ngoài của tay, sau đó chấm lên da. Thì ở đây tao tưởng tượng như đây là cái bề mặt nè. Đó, mình sẽ thoa luôn. Và khi thoa thì mọi người thấy nè, nãy giờ thoa bao nhiêu lớp luôn mà, nhưng mà da mình vẫn không có bị bóng ha. Là mình thoa đúng cách thì da sẽ không bao giờ bị bóng, không chỉnh nhờn, không gì cả. Mình rờ rất là êm da luôn. Đó, mọi người sẽ thoa đều lên da như thế này.
thoa nước đều lên da. Sau khi rửa mặt sạch và thoa cái nước cân bằng xong á, thì mình sẽ dùng cái sản phẩm này. Thì đây là những cái sản phẩm rời, có nghĩa là nó không có vô một bộ. Thì ví dụ như á, bạn có thể bổ sung thành một bộ cho mình để cung cấp nước cho làn da. Thảo ví dụ như bây giờ bạn sẽ sử dụng sữa rửa mặt Nove, Brilliant, Nove của dòng Brilliant, hoặc là một cái sản phẩm sữa rửa mặt bình thường cũng được. Sữa rửa mặt dịu nhẹ như là sữa rửa mặt của dòng sản phẩm Lô Hội và dừa chẳng hạn, mình cũng có thể dùng chung được. Nhưng mà nếu như phối hợp sữa rửa mặt của Nove thì nó sẽ có cái hiệu quả tốt hơn. Sau đó bạn sẽ bổ sung cái Essen này, bạn bổ sung cái tẩy tế bào da chết này đó, và cái viên tinh chất dưỡng. Là ngoài ra thì bạn có thể bổ sung thêm cái gì nữa ạ? Trong đây mình đang còn thiếu kem dưỡng đúng không? Thì bạn sẽ dùng cái Radiant, Hydra Radiant. Mọi người nhớ cái bộ đó không? Hydra Radiant nãy mới vừa học xong. Đây, cái dòng sản phẩm này. Thì mọi người sẽ dùng cái dưỡng ngày và dưỡng đêm của cái này. Là coi như toàn bộ những cái sản phẩm hiện tại là mình sẽ cho nó vô được một bộ để mà giúp cấp ẩm cho làn da được. Vì đây là những cái sản phẩm rời với nhau nhưng mà mình có thể phối hợp lại với nhau được. Mọi người hiểu được đến đây không ạ? Nắm được đến đây không cả nhà ơi? Dạ có cô cháu ơi. Nhờ. Có nghĩa là những cách nào mà người ta không có mua nguyên một bộ ấy thì người ta vẫn có thể mua những cái riêng lẻ này, người ta cộng gồm lại, nó vẫn là theo các cái bước chăm sóc da nha cả nhà. Ví dụ như mình có sữa rửa mặt nè, xong sau đó là đến tẩy tế bào da chết 2 lần trong tuần nè, rồi tiếp tục là mình sẽ dưỡng với cái Essence dưỡng cung cấp độ ẩm cho da nè, chống lão hóa da nè, rồi viên tinh chất dưỡng chống lão hóa da và phục hồi da nhanh chóng, cấp ẩm cho da nè, rồi cái sản phẩm kem dưỡng ban ngày và kem dưỡng ban đêm của dòng Hydra Radiant cung cấp nước tuyệt đối tối ưu cho làn da. Thì đó là những cái mà ví dụ người ta đã chọn rẻ lẻ, còn nếu nhanh gọn lẹ đơn giản là mình sẽ dùng một bộ luôn, ví dụ như bộ Skinergy nè, ví dụ như bộ này Collagen hoặc là bộ Skinergy ha. Thì tùy mỗi khách hàng. Ở đây Thảo đưa ra rất là nhiều những cái phương án cho cả nhà luôn, để gặp phải đối tượng nào thì mình đều có thể tư vấn được hết, chứ mình không có bị mất đi khách hàng ha. Ví dụ nó không mua nguyên bộ thì mình sẽ bổ sung từng bước một, ví dụ đầu tiên hôm nay mình bổ sung hai cái này, xong tới qua tới nửa tháng sau cái mình bổ sung tiếp tục, nhưng mà mình vẫn bán được hàng, còn hơn là mình tư vấn một bộ người ta không mua, xong rồi người ta sợ quá người ta mất cái khách đó luôn thì rất là tiếc. Là mình không tư vấn thì đi ra ngoài khách, đi ra ngoài những cái cửa hàng mỹ phẩm khác thì những bạn khác cũng tư vấn rồi, người ta cũng bán được hàng, vậy tại sao mình không tư vấn? Nói chung cái gì nó cũng tốt hết, cho nên cứ việc tư vấn hết cả nhà. Nhưng mà mình phải biết được cái đặc tính của sản phẩm đó, là nó sẽ giúp cho cái làn da như thế nào, rồi nó dùng cho cái làn da ở cái biểu hiện như thế nào, để mà nó không có bị những cái vấn đề rắc rối xảy ra sau đó thôi. Rồi, bên cạnh việc là mình sẽ chăm sóc cấp ẩm tối ưu cho làn da ở phía bên ngoài á, thì mình sẽ bổ sung thêm cái nguồn dưỡng chất từ bên trong với những cái sản phẩm như là Wellness Pack Woman, hoặc là đối với nam giới thì có thể sử dụng dòng Nocromen cộng với lại uống cái Wellness Pack Men. Ngoài ra thì còn bổ sung thêm omega 3 nè mọi người, rồi các cái vitamin và khoáng chất cần thiết, tạo astaxanthin thì cái này mọi người cũng đã biết rất là nhiều rồi ha, mình sẽ bổ sung thêm. Và nếu mà muốn biết sâu hơn thêm về các cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe cân bằng những cái nguồn dưỡng chất tự nhiên cho cơ thể wellness đó, thì mình sẽ học những cái bài về wellness, mình sẽ đi sâu hơn ha cả nhà ha. Còn hôm nay thì mình ngoài sử dụng được thì có nghĩa là nếu mà làn da của bạn thuộc cái tuyếp là da khô, bong vẩy và có nhiều cái nếp gấp trên da, có dấu hiệu lão hóa sớm,
thì mình sẽ dùng Sunshine bổ sung thêm vào bên trong là omega 3 nè cả nhà, hoặc là omega 3 hoặc là phối hợp thêm diên tảo. Còn nếu như mình không dùng tảo và omega 3 thì uống cái wellness pack của mình ha. Wellness pack nó sẽ bao gồm là tảo, omega 3 và cái nguồn vitamin khoáng chất 21 loại vitamin và khoáng chất. Rồi bây giờ một cái sản phẩm là phục hồi rất tốt cho làn da khô luôn, đó là cái Aqua Glow. Đây là cái Thảo cũng rất là tâm đắc. Và thật sự mà nói thì khi mà Thảo dùng cái sản phẩm này, Thảo thấy hiệu quả và thấy nó thay đổi cái da mình, nó mềm hơn nè, nó căng hơn và nó có cái độ bóng của da ha. Bình thường mà trang điểm á, da Thảo thuộc cái tiếp da khô nè, mà khi trang điểm lên á thì da nó bị không có giữ được cái màu nè, rồi bị bong cái lớp phấn nè. Nhưng mà khi mà Thảo uống cái này thì Thảo thấy nè, cái lớp da mình nó mịn, nó bám cái phấn luôn cả nhà ha. Thì chỉ cần độ mịn màng của da, rồi có được cái độ ẩm cần thiết cho da, thì mình sẽ thấy làn da đó nó có sức sống thôi. Thì bây giờ mình sẽ xem một cái phần chia sẻ của bác sĩ Ánh Thư ở bệnh viện C Đà Nẵng về sản phẩm Aqua Glow. Và những bạn nào chưa nghe thì mình có thể nghe để mà mình biết được những cái công dụng mình không nha. Không có học hết rồi. Cho anh, cho anh thôi. Sau nhiều năm nghiên cứu, các chuyên gia của Ori đang đã nhận thấy rằng do nhiều yếu tố tác động và sự thay đổi của môi trường sống, giờ đây việc mà làm da đẹp là không chỉ chăm sóc từ bên ngoài mà phải làm cả từ bên trong. Quan niệm của nó liên quan luôn. Mình sẽ giải quyết nó. Mọi người tắt cái tiếng nhìn thẳng rồi. Không, không tìm nó hả? Chị dành chưa? Không tìm khó quá, tao đang ngồi. Không tìm thấp. Không, không là đi. Aquaclone với công nghệ ceramide độc quyền đã được chứng minh lâm sàng làm tăng sự giữ nước và đàn hồi cho da, giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn trong vòng 15 ngày. Công nghệ Ceramosa chứa đựng các phytoceramide từ lúa mì. Chúng có cấu trúc phân tử tương tự như các ceramic trong da, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ da, giúp ngăn chặn các tác nhân tác hại cho da. Và càng lớn tuổi, cơ chế sản sinh ra ceramic tự nhiên trong da ngày càng suy giảm. Và công nghệ Ceramosa sẽ giúp bổ sung vào những phần bị thiếu hụt này. Bên cạnh công nghệ Ceramosa, thì Aqua Glow còn chứa các chất xuất từ lycopene, đó là một loại bảo mật từ do chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da mạnh mẽ trước sự tấn công của các gốc tự do. Sản phẩm còn chứa vitamin C cũng là chất chống oxy hóa hiệu quả, nó giúp hỗ trợ tổng hợp collagen, làm da săn chắc và đàn hồi hơn. Ngoài ra, Aqua Glow còn tăng cường như vitamin B3 giúp sửa chữa myeloma, giúp tổn trong da, duy trì làn da khỏe mạnh. Với tất cả công nghệ hoạt động tuyệt vời trên, thì Aqua Glow sẽ mang đến hiệu quả bất ngờ khi sử dụng. Làn da sẽ trở nên tươi sáng, rạng rỡ, săn chắc và đàn hồi chỉ sau 2 tuổi bởi vì công nghệ Ceramosa chứng minh mang lại hiệu quả trong vòng 15 ngày. Aqua Glow kế với 15 gói trong một hộp, mỗi gói 3 gram nữa sẽ làm sao để học được làm gì? Nếu bạn luôn quan tâm đến việc làm đẹp và tìm kiếm một phương pháp ngăn ngừa lão hóa, duy trì sự trẻ trung cho làn da, Aqua Glow chính là một giải pháp. Rồi, thì một cái đoạn video clip ngắn thôi nhưng mà xúc tích và rất là nhiều những cái thông tin từ Aqua Glow Wellness. Aqua Glow đây trên tay của Thảo là một cái gói Wellness Aqua Glow. Này cái cần có sửa được không? Không cái anh khoác khoác cái khoác không thì khoác cả nhà tắt tiếng giùm Thảo nha, để mình chia sẻ xong cái này luôn nha. Thì mọi người thấy nè, mình chỉ cần ngắt cái phần cái thanh này ra thôi, cái gói này ra thôi, đó sẽ nó ra như thế này. Sau đó mình bỏ vô ly với 200 ml nước ha, sáng giờ thì
Nó đợi tới chiều mình nó qua để cho mọi người thấy ha. Có những chị thì đã biết qua cái sản phẩm này rồi, nhưng mà cũng có những chị mới vào thì sẽ không có biết được cái sản phẩm này nó như thế nào. Nó có màu hồng dịu, à màu hồng nhẹ thôi. Để nhà đó, mình sẽ bấy nó lên chung với 200ml nước và khuấy đều như vậy cho tan hết luôn. Rồi việc là đơn giản là mình chỉ có uống hết cái phần này thôi, là chắc chắn là cái phần da của mình sẽ có những cái thành phần bảo vệ. À, và cái này thì hồi nãy Thảo có chia sẻ với cả nhà, ở trong đây á, nó chứa một cái nguồn dưỡng chất ceramoside rất là cao. Thì thực ra cái thành phần đó rất là ít cái sản phẩm bên ngoài thị trường có cái thành phần ceramoside này. Và Oriflame mình thì được thừa hưởng mỗi một gói như vậy là chứa đến 30mg ha. Thì cái thành phần đó nó mang cái công dụng gì? Có nghĩa là nó phục hồi lại cái lớp tạo cái màng liên kết giữa các tế bào á, nó phục hồi lại và giữ được cái lượng nước ở trong da khá là tốt, cho nên là da của mình sẽ mịn màng và được cấp ẩm rất là cao, tránh tình trạng khô da, lão hóa da. Đó, đây. Đây, mình đơn giản là mình chỉ có uống như vậy thôi. Thì sản phẩm của mình có vị ngọt dịu kèm với vị chua của liên đơn ha. Rồi. Đã cái mùi thơm rất là thơm luôn cả nhà. Đặc biệt là Thảo rất là thích cái mùi hương khi mà uống cái sản phẩm này. Và bạn uống xong cái sản phẩm này 15 phút sau, bạn vẫn có cảm giác ở trong cổ họng mình á, mình vẫn có cảm giác cái mùi của avocado, cái hương thơm nó rất là thơm, nó thoát ra. À, thì cho nên thực ra Thảo rất là thích cái sản phẩm này luôn. Rồi. À, rồi, ngoài ra thì sau tất cả những cái phần dưỡng cũng như bổ sung cái nguồn dưỡng chất thì đặc biệt cần thiết đó là cái kem chống nắng ha. Mọi người luôn luôn cố gắng làm sao để luôn luôn giữ cái da mình, tránh tác hại của tia UV, nó cũng có thể gây khô da, mất nước cho da, làm cho da lão hóa đi sớm. Đó, thì mình sẽ dùng kem chống nắng nha cả nhà nha. Thì đối với cái kem chống nắng của bên mình á, sẽ có độ chống nắng SPF 50. Và cái cách tính độ SPF thì mọi người có biết cách tính chưa ạ? Cả nhà ơi, cả nhà đâu hết rồi? Một SPF tương đương với 10 phút ha, thì mọi người cứ lấy nhân lên và sau đó chia cho 60 phút thì nó sẽ ra cái số tiếng mà cái sản phẩm đó có thể bao bọc và bảo vệ da. Tuy nhiên là trong 2 tiếng mọi người nên thoa lại là tại sao? Vì ví dụ như cái sản phẩm đó có thể là chống nắng được 7-8 tiếng. Tuy nhiên cái khả năng phát huy cao nhất là sẽ là 2-3 tiếng. Cho nên là trong 2-3 tiếng đó thì mình có thể là mồ hôi ra, tiết ra nó sẽ trôi đi, hoặc là mình đeo khẩu trang nó cũng bị trôi cái phần kem chống nắng mình đi, vân vân. Đó, thì những cái đó mình cũng có thể thoa lại trong ngày kem chống nắng để đảm bảo là da mình được bảo vệ tốt. Rồi, đó là toàn bộ những cái gì mà ngày hôm nay Thảo chia sẻ về cho làn da khô. Thì mọi người chỉ cần lưu ý giùm Thảo những cái vấn đề của da khô ha, và mình cải thiện vừa chăm sóc từ bên ngoài và vừa chăm sóc từ bên trong với những cái sản phẩm như Thảo đã chia sẻ. Không khó để mà mình chăm sóc cho làn da khô, cũng như là khuyên khách hàng của mình ngoài việc uống nước ra thì bổ sung thêm những cái nguồn dưỡng chất như là rau, trái cây tươi, rau tươi ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt cái màn hình share và mình sẽ tương tác với nhau nha cả nhà ơi. Bây giờ bắt đầu mình nhìn thấy nhau rồi ạ. Rồi bây giờ Thảo thấy còn lại 99 bạn, không biết là 99 chị đó thì có xem không hay là chỉ để nghe thôi ạ. Cho Thảo thấy màn hình của mọi người đi cả nhà ơi. Mình cũng đang xem đấy. Dạ rồi. Thảo ơi. Đang xem các chị. Dạ
Dạ rồi rồi. Hai Điệp Như. Rồi, bây giờ mọi người có câu hỏi gì cho bài ngày hôm nay không ạ? À, có một bạn hỏi sử dụng, bạn Mai Võ à, có hỏi là sử dụng kem chống nắng sau bước nào vậy chị? Ha, hôm trước Thảo có chia sẻ rồi, nhưng mà chắc có lẽ là bạn chưa có tham gia lớp đó, thì Thảo ghi ra cho mọi người luôn nè. À, cái bước mà dưỡng da cơ bản ha. Dưỡng da cơ bản ha, là đầu tiên sẽ là tẩy trang nếu có trang điểm, hoặc là da nào mà nếu cần có sạch triệt để thì mình sẽ tẩy trang. Sau đó là đến sữa rửa mặt. Rồi kế tiếp là mình sẽ thoa nước cân bằng. Rồi tiếp tục là mình sẽ thoa serum hoặc là Essence. Essence là cái này nè mọi người. Nè những cái sản phẩm nè, nó có ghi. Thôi cho chị hỏi cái Essence đó là mình thoa lên là mình có rửa lại chứ? Không nha chị nha. Mình thoa lên mình không có rửa lại nha chị nha. Dạ. Yeah. Dạ rồi. Chỉ có cái 7 tế bào chết này là mình thoa lên xong mình rửa đi thôi. Tẩy tế bào chết này là dùng nước cân bằng này xong kể cả cái mặt. Rồi Thảo đang ghi lại cho mọi người nè, Thảo đang ghi lại cho mọi người, thống kê lại cho mọi người nè. Serum hoặc Essence nè. Nếu mà bộ sản phẩm có serum thì mình sẽ dùng serum, còn không thì mình sẽ dùng Essence nếu có Essence ha. Rồi sau đó sẽ dùng day cream. Nếu buổi tối thì sẽ dùng night cream. Rồi kế tiếp thì sau cái bước day cream này sẽ là kem chống nắng. Rồi như vậy quy trình của mình vào buổi sáng, quy trình của mình vào buổi sáng nè, cả nhà thấy được không? Nó bị ngược chữ phải không? Thấy được cô ơi, không có ngược không? Không được hả? À, Thảo thì thấy được. Rồi bây giờ đọc nha. Buổi sáng ngủ dậy tẩy trang. À nếu mà mình kỹ, mình muốn làm sạch triệt để, giống như những cái spa mình vô là đều tẩy trang hết. Giờ có trang điểm hay không là người ta vẫn tẩy trang cho mình hết luôn. Tẩy trang. Sau đó đến sữa rửa mặt ha cả nhà ha. Rồi tiếp đến là mình sẽ thoa nước cân bằng làm mềm da, hay người ta còn gọi là toner. Được chưa ạ? Sau bước cân bằng mềm da này, mình sẽ thoa serum. Nếu mà cái bộ đó có serum thì mình sẽ thoa serum, còn nếu bộ đó không có serum mà mình sử dụng cái chai Essence này á thì mình sẽ thoa Essence này. Được chưa ạ? Rồi. Rồi, để cho cái lớp đó ráo, tiếp tục mình sẽ thoa cái day cream lên. Day cream là cái kem dưỡng ban ngày. Mọi người cứ nhớ dùm Thảo hả, mà đây là ngày nè, còn nay là đêm. Day cream là kem dưỡng ban ngày và night cream sẽ là kem dưỡng ban đêm. Rồi sau cái lớp kem dưỡng ban ngày này thì sẽ tới cái lớp chống nắng. Đó, như vậy thì Thảo trả lời được cái câu cho bạn rồi ha. Là sử dụng kem chống nắng sau bước kem dưỡng ban ngày. Rồi được chưa bạn Mai Võ ơi? Rồi bây giờ cái quy trình mình chuyên sâu, mình thêm vô cái sản phẩm tẩy da chết thì nó nằm ở đâu trong đây nha. Bây giờ ghi cái công thức ha, nhớ luôn công thức nè. Tẩy trang nếu có trang điểm vẫn là buổi tối, nhưng mà cái này mình sẽ đưa vô bước buổi tối hai lần trong tuần, bước buổi tối. Còn nếu buổi tối bình thường thì mình cứ là tẩy trang nè mọi người. Rồi sau cái bước tẩy trang này thì sẽ đến sữa rửa mặt. Rồi sau bước sữa rửa mặt này thì mình sẽ để, nếu mà mình dùng cái tẩy tế bào da chết mà nó có hạt ấy thì để nước ướt cái phần da và mình dùng cái tẩy tế bào da chết có hạt. Còn nếu mình dùng cái sản phẩm Thảo đang đưa lên trên đây nè thì mình sẽ để da khô hay ướt cả nhà. Đúng rồi, da để khô ha, thấm khô da xong sau đó sử dụng tẩy tế bào chết.
massage xong sau đó cỡ khoảng 1 phút thôi mình rửa lại với nước sạch ha. Thì cát có hạt cũng vậy, mình massage xong đó mình rửa lại với nước ha, không có để lâu ở trên da. Rồi sau khi tẩy tế bào da chết xong, mình có thể đắp cái gì ạ? Đắp mặt nạ hay còn gọi là mask á. Đắp mặt nạ. Mặt nạ thì mình có nhiều loại mà đúng không? Peel skin mình cũng có mặt nạ clay mask á, mà sáng mới học đó. Rồi những cái sản phẩm face mask của dòng sản phẩm Love Nature nè. Trong đây có rất là nhiều luôn, mọi người nhớ dùm Thảo cái tên hả, mà cứ thấy nó có chữ mask á. Nè, cứ thấy nó có cái chữ mask này nè. M-A-S-K. Mask là mặt nạ. Ha. Là đắp lên da, sau đó rửa đi. Được chưa ạ? Rồi, sau khi đắp mặt nạ xong thì mình sẽ thoa cái toner. Là thoa cái cân bằng da nè. Sau khi mình rửa cái lớp mặt nạ đó ra xong, mình thoa cái nước cân bằng da. Rồi sau khi thoa cái nước cân bằng da xong thì mình tiếp tục cái quy trình dưỡng như bình thường, là mình sử dụng serum. Serum hoặc là sen. Rồi tiếp tục là kem dưỡng ban đêm, night cream. Nhờ có thoa kem chống nắng ở đây không cả nhà? Có kem ban đêm không, mà ai có vậy giờ thầy? Buổi tối mà đâu có chống nắng nữa. Đêm thì chống đi. Mình đi nhờ, đèn tối vui ngủ rồi, chống nắng làm gì nữa hả? Mới có hù kem dưỡng thôi. Kem dưỡng thêm nha cả nhà nha, không có chống nắng nữa nha. Ban đêm không có xài chống nắng nữa nha, chống nắng chỉ dùng ban ngày thôi. Rồi như vậy thì cái quy trình nè, nếu như mà ban đêm không thì mình sẽ dùng tẩy trang, rửa rửa mặt, thoa nước cân bằng mềm da, thoa serum hoặc essence, thoa kem dưỡng ban đêm. Rồi mình đi ngủ thì cái này mình sẽ sử dụng trước cái lúc mà mình lên giường mình ngủ độ khoảng nửa tiếng mình thoa, chứ đừng có thoa có cái đi làm về ha, tắm rửa xong rửa mặt rồi thoa kem dưỡng đêm lên luôn, cái xong cái mình lấy xe xách xe ra mình chạy cái eo ra ngoài đường cái bụi nó bám vô, cái xong về đến nhà đêm giường mình ngủ ha. Cái đó là dễ phát sinh mụn đó, cho nên là dưỡng đêm là mình rửa cái phần da sạch ha, rồi xong mình để đó đi đến trước cái lúc mà mình leo lên giường mình ngủ á, vệ sinh cái da sơ qua một chút xíu bằng nước, xong sau đó mình thấm khô rồi mình thoa kem dưỡng đêm, serum với kem dưỡng đêm chung với nhau, serum sẽ thoa trước, kem dưỡng đêm sẽ thoa sau. Rồi được chưa cả nhà? Thảo chỉ rất là kỹ luôn nha, cho nên không có lý do gì mình quên được ạ. Dạ rồi. Còn nếu hai lần trong tuần thì mình sẽ phối hợp với cái như thế này, buổi sáng vẫn như cũ ha, còn buổi tối á, thì sẽ là tẩy trang, sửa rửa mặt, sau đó đến tẩy tế bào da chết mình chèn vô. Hai lần trong tuần tẩy tế bào da chết chèn vô, rửa lại với nước xong, sau đó đắp cái mặt nạ lên, cái nào có chữ mask đó là mặt nạ đó, đắp lên xong thì mình rửa đi. Rửa xong thì mình sẽ thoa toner lên, thoa cái nước cân bằng mềm da và tiếp tục cái quy trình dưỡng là serum hoặc essence, rồi thoa kem dưỡng ban đêm lên rồi đi ngủ. Được chưa ạ? Rồi cô ơi. Dạ rồi, như vậy là mình kết thúc cái buổi hôm ơi, nay em hỏi. Có những cái câu hỏi gì nữa không cả nhà ơi? Dạ có, em muốn hỏi một câu này. Ơi, Điệp Như nói đi em. Dạ chị Thảo ơi, hiện tại là nhà em á là đang có sử dụng một bộ Novae Brilliance màu trắng, rồi một cái hũ viên dầu Nutrisix. Mấy chị tắt mic đi mấy chị ơi. Mấy chị tắt mic đi. Mấy chị. Brilliance nè. Dạ. Nói gì nữa? Rồi một cái hũ Nutrisix là cái viên dầu dưỡng. Viên dầu capsule nè. Dạ. Rồi Novae Essence. Novae Essence. Dạ. Cái Novae Peel á là tẩy tế bào chết thì em biết nó nằm ở đâu rồi. Nhưng mà còn giờ nó có quá nhiều cái tinh chất ở trong cái sản phẩm mà em đang dùng như vậy á, thì em nên dùng sao, rồi thứ tự như thế nào để cho nó hiệu quả?
Dạ. Cái essence này với lại cái serum á thì em cắt ngày ra em dùng lần. Dạ. Có nghĩa là một ngày em sẽ dùng cái serum của thằng Brilliant và một ngày em sẽ dùng cái essence của thằng của Novae này. Nè. Được không? Ví dụ như hôm nay em dùng serum của Brilliant, ngày mai em đổi lại em sẽ dùng cái này. Dạ. Ha. Rồi cái đó là giải quyết bước 1. Bước 2 nữa là trong đây nó sẽ có viên capsule này. Thì cái capsule này luôn luôn hoa trước. Nghĩa là nó lỏng mà, nó lỏng hơn những cái khác. Cho nên là lỏng trước đặt sau, Điệp Như cứ nhớ giùm chị, lỏng hoa trước đặt hoa sau là nó sẽ hấp thu tốt hơn những cái chất dinh dưỡng của những cái đặt á. Còn nếu em thoa đặt trước á rồi em thoa lỏng lên thì cái phần đặc đó nó đã che phủ và nó cản cái phần thẩm thấu của những cái lỏng đó rồi, nên nó mất tác dụng ha. Dạ. Thì em thoa cái viên Nutrisheet Capsule trước, xong sau đó là em sẽ thoa essence, hoặc là cái ngày nào mà em thoa serum á thì em sẽ thoa Nutrisheet Capsule, sau đó em thoa cái serum nữa. Dạ em hiểu rồi, phải tới dưỡng đêm. Dạ rồi, em cảm ơn chị Thảo nha. Tại cái đó cũng nhiều chị cũng bị hay hỏi á, mà em cũng không biết trả lời. Thế là mình chọn lựa, mình thay đổi nó, chứ không phải là mình cứ thấy nguyên bộ xong mình mua thêm thì mình cứ chồng các bước vô thì không phải. Dạ rồi, em cảm ơn. Giống như việc chị mụn cũng vậy, khi mà bác sĩ điều trị cho em á, một ngày người ta sẽ thăm tẩy mụn, là người ta sẽ trị mụn với thành phần trị mụn, nhưng một ngày người ta sẽ dưỡng ẩm, có nghĩa là trị mụn xong dưỡng ẩm, trị mụn xong dưỡng ẩm, chứ không phải là người ta làm trị mụn rồi kết hợp dưỡng ẩm vô chung, hai ba thứ nó đánh lộn nhau không có. Dạ rồi, em cảm ơn chị Thảo. Rồi à, cảm ơn Điệp Như, câu hỏi đó cũng nhiều người hỏi lắm đó Điệp Như ơi. Dạ. Giờ nếu mà không còn câu hỏi gì nữa ha, tao thấy cũng không còn câu hỏi nhiều nữa. Chị ơi cho em hỏi là da mặt em rất là nhiều lông và nó rất là dài. Trước đây thì em thấy mọi người là cạo lông mặt á. Dạ đúng em, rồi. Trước sao em là... cũng cạo thì bây giờ em biết là cạo lông mặt tốt đấy, thì bây giờ em không biết là làm cách nào để cho nó hết cái lông này. À, bây giờ cái việc cạo lông mặt á, thì một khi bạn đã cạo lông mặt á thì cái lông mặt của mình nó sẽ bị kích thích và nó cứ mọc, nó mọc nhanh và mọc nhiều, cũng như là nó dày cái phần ngang lông đó lên. Thì cái cách mà bạn bắt buộc á là bạn ngưng thời gian 6 tháng bạn đừng cạo. Thì trong cái giai đoạn 6 tháng bạn cạo đó bạn khó chịu lắm. Dạ. Thì là khó chịu ngứa ngáy mà nó tạo cái cảm giác không thể nào chịu nổi á, nhưng mà phải ráng vượt qua giai đoạn đó. Thì khi bạn vượt qua được giai đoạn đó thì tự nhiên nó bình thường trở lại. Em thì nhưng mà bạn cứ liên tục ngứa nữa đâu, nó không có ngứa nữa nhưng mà nhìn nó xấu à, nó cứ rồi dài nó đen xì đây. Thì chịu thôi, tại vì cái đó thực ra là cái đó nó về cái là bạn kích thích, bạn làm cho nó tăng trưởng mạnh. Giống như vậy nè, tao nói đơn giản vậy nè. Nếu nhà bạn nào mà có trồng cỏ, bạn sẽ biết ha. Nếu mà bạn cắt cỏ liên tục á là lập tức cái khuôn cỏ đó nó mọc ra, mà nó mọc xanh mướt luôn liên tục. Nó mọc tốt nữa là khác. Thì cái lông mặt của mình nó cũng vậy á, là khi mà mình kích thích mình cạo nó đi á, là nó sẽ làm cho cái đó nó phản hồi cái thông điệp là a mình đang bị chết đi, mình đang bị mất đi, mình đang bị lấy đi, cho nên mình phải nhanh nhanh lên, mình phải mọc nhanh lên để mà mình bảo vệ cái da đó. Thì cái thông điệp đó nó sẽ tự khắc nó làm cho cái phần lông mặt của bạn nó sẽ trở nên nhiều hơn. Nhưng mà bạn nếu mà bạn muốn khôi phục lại thì như Thảo nói, bạn phải vượt qua được cái giai đoạn mà khó khăn đó, là chấp nhận một thời gian đừng cạo nữa. Còn không thì không chịu nổi thì cứ cạo thôi. Thì cứ phải cạo thôi. Nhưng mà cạo nhiều thì nó cũng làm cho lỗ chân lông to lắm. Mà đến khi mà mình lớn tuổi rồi á thì mình mới thấy cái hậu quả của nó. Là khi mà lỗ chân lông to như vậy á, là cái da của mình á, mình nhìn thấy cái lỗ chân lông nó không có tròn nữa, mà nó sẽ dài ra, kém dài ra. Dạ vâng, thì em muốn hỏi là sau một thời gian dài thì nó có rụng cái lông đấy đi không ạ? Thật ra là nó sẽ
ở tóc cũng vậy, nó cũng sẽ rụng khi mà nó không có còn cái nguồn dưỡng chất đủ, hoặc là đủ cái thời gian, giống như cái tuổi già là cũng phải chết đi, cái gì cũng vậy hết, nó cũng phải có sinh trưởng và nó cũng phải có mất đi. Thì cái tóc của mình cũng vậy, nhưng mà cứ nếu như mà bạn để cho nó sinh trưởng và mất đi một cách tự nhiên thì nó sẽ theo một cái quy trình tự nhiên, còn nếu như bạn thúc đẩy nó hoặc là bạn tác động vào nó thì nó sẽ ra một cái quy trình, nó bị rối loạn, nó sẽ là khác nữa. Nên là cái gì nó cũng, mình phải thiên về cái tự nhiên nó vẫn tốt hơn. Có thể là nhiều khi là mình chịu không nổi, nhưng mà phải ráng chịu, thì sau cái quá trình mình chịu xong đó, thì nó bình thường trở lại, bạn thấy nó bình thường đó. Cũng là một cái yếu tố cảm giác nữa nha cả nhà. Ví dụ như cảm giác là mọi người cứ cạo quen rồi, mọi người thấy cái da sau khi cạo xong nó bóng, nó mướt, nó đẹp, nó mịn màng. Còn cái lúc mà lông mặt mình bắt đầu nó mọc lên, cái mình cảm thấy là nó u ám, nó tối sầm mặt lại, cái mình thấy mình chán quá, cái cảm giác nó không thích nữa, thì chính cái không thích đó cái mình đem ra mình cạo tiếp. Cho nên là như có những người, người ta cạo hoài người ta không buông được là vậy á, giống như bị nghiền vậy đó. Thì nói chung là ở đây mình phân tích để cho thấy mình không có nên cạo, còn khi mình không có quen được ấy, thì cũng không ai bắt buộc mình được, nhưng mà những cái tác hại sau đó thì mình sau này mình sẽ thấy. Còn bây giờ thì tạm thời mình cũng chưa có thấy đâu, để khắc phục thôi ạ. Đúng rồi, không muốn cạo cho nên là cố gắng nha, nếu mà nó có khó chịu thì cũng ráng cố gắng chịu đựng, nó vượt qua giai đoạn đó bạn sẽ thấy lông mặt nó mềm mại trở lại, nó không muốn còn khó chịu vậy nữa, là mình quen cái mặt mình luôn, mình quen là không có thấy cái gì đâu. Nó cũng dài ra, nó cũng mềm thôi, nhưng mà nhìn nó đen này. Thì đúng rồi, cái lớp đó, nhưng mà thực ra lớp lông mặt đó là nó bảo vệ cho mình á, nó bảo vệ tốt cho cái phần da của mình lắm ấy. Thay vì là bụi nó đi thẳng vào bên trong thì cái đó nó phải sẽ cản lại đó, nhưng mà để gửi kìa. Rồi bây giờ Thảo sẽ gửi cái bài kiểm tra cho mọi người nha.